tăng cường kết nối quốc tế để thích ứng với thị trường hàng không ngày càng năng động. Đó là hướng đi mà nhiều hãng hàng không trong nước đang hướng đến. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện hơn, mà nó còn thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam hiện có sự tham gia của 5 hãng hàng không trong nước và hơn 70 hãng hàng không quốc tế. Việt Nam, Cộng hòa Séc sẽ là đường bay quốc tế mới nhất của hãng bay nội địa non trẻ này. Chỉ sau vài tháng chính thức cất cánh, hãng bay này đã thực hiện kết nối quốc tế bằng các chuyến bay thuê từ các nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Hàng không là ngành rất đặc thù, nên để kết nối quốc tế buộc phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe về an toàn bay. Việc nhập các máy bay thân rộng sẽ giúp có những bước tiến để phát triển ra các thị trường quốc tế. Mở các đường bay thương mại như châu Âu và Mỹ thì Bamboo phải đạt được tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, sự an toàn. Đầu tháng 10, chúng tôi đã nhận được chứng chỉ an toàn hàng đầu là cơ sở để được cấp phép bay đến châu Âu và Mỹ. Thêm nhiều hãng bay mới với tiêu chuẩn chất lượng cao hơn là bước trưởng thành của các hãng hàng không Việt Nam để vươn ra thị trường quốc tế. Mạng đường bay của hàng không Việt Nam đã vươn tới 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu như cách đây hơn 10 năm, chúng ta chỉ có 25 đường bay nội địa và 54 đường bay quốc tế, thì giờ đây là gần 60 đường bay nội địa và hơn 138 đường bay quốc tế. Có sự chuẩn bị khá là tốt trong việc chuẩn bị nguồn lực, bao gồm nguồn lực là phương tiện, đó là tàu bay. Và thứ hai là nguồn nhân lực, đó là phi công, thợ máy, rồi kể cả cán bộ quản lý điều hành. Đấy là một cái rất quan trọng, chúng ta chú ý đến chất lượng dịch vụ. Và các hãng không mới được cấp giấy phép thì cũng nhanh chóng bắt nhịp được vào cái quá trình đó. Tuy nhiên, kết nối quốc tế cũng có nghĩa cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Trong sân chơi này, các hãng hàng không Việt Nam phải có cách để thuyết phục khách hàng, nhất là khách hàng thường xuyên phải di chuyển. 2 tháng đầu tiên mình đi Bamboo là tuyệt đối mình không bị delay bất cứ một phút nào. Hiện trung bình tại Việt Nam chỉ có 1,9 máy bay trên 1 triệu dân, trong khi các nước xung quanh tỷ lệ này gấp từ 2 đến 5 lần. Việt Nam hiện đã hội nhập sâu rộng, vì vậy phát triển thêm nhiều hãng bay mới, chất lượng cao sẽ giúp kết nối Việt Nam với thế giới nhiều hơn, hiệu quả hơn.